Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm nay bên em sẽ hướng dẫn cài đặt cho anh em chiếc biến tần Sumri mẫu mới nhé. Đây là mẫu biến tần có công suất là 5,5 kW. Giá con này hiện nay đang rất tốt nhé, 7 triệu 2 bao phí vận chuyển. Đấy, các bác có thể quan sát cái thông số kỹ thuật, công suất là 5,5 ký, chạy hệ lưu trữ là 48V, hỗ trợ pin mặt trời là 6.000W, công suất sạc mắc là 110A. Với công suất sạc này thì ít người sử dụng hết. Đấy, dải điện áp vào MPBT là từ 120 đến 450 VDC. Con này là IP21. Đấy, những cái thông số cơ bản để em giới thiệu cho các bác sơ qua như vậy, bởi vì trong video chính này là hướng dẫn cho các bác cách cài đặt. Về lắp đặt thì đơn giản thôi. Đấy, hai cổng em đang cắm cái dây này là đang là đầu ắc quy nhé. Đây, ký hiệu là battery này. Đấy, nút tắt mở này. Đấy. Solar này, solar các bác sẽ đấu hai cổng ở phía trên này. Đấy. Còn AC in chính là đấu với điện lưới, ký hiệu cái cột điện này. Còn AC out ký hiệu là cái bóng điện kia. Đấy, là các bác có thể đấu nối, tự đấu nối được rồi. Rất là đơn giản. Dùng năng lượng mặt trời hiện nay đang rất rẻ. Bác nào muốn lên một bộ combo 5,5 ký với chiếc biến tần chạy lưu trữ độc lập này thì các bác có thể liên hệ với em Zalo đã để trên màn hình nhé. Đấy, thì trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác cách cài đặt. Khi các bác sử dụng thì các bác sẽ cầm một quyển sách này lên cho em. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các bác ở trong cái màn hình kết hợp với cả cái quyển sách này luôn nhé. Để các bác cài đặt được thì các bác sẽ tiến hành là ấn giữ Enter. Đấy, khi nó sổ ra cái chương trình thì các bác sẽ bấm nút lên xuống, nút lên hoặc nút xuống. Đấy, ở chế độ 01 này các bác nhìn này, ở chế độ 01 nhé. Đấy, nó có hai chế độ để cho anh em lựa chọn. Chế độ SUB này là chế độ để các bác sử dụng bù lưới nhé. Còn bác nào muốn sử dụng chế độ ưu tiên năng lượng mặt trời. Đấy, sau đó đến bình ắc quy, sau đó hết bình ắc quy thì đến điện lưới thì các bác sẽ chọn cho em chế độ là SBU này. Đấy, các bác sẽ lưu lại. Đấy, ấn Enter để lưu lại. Sang chương trình số 02 nhé. Chương trình số 02 là cài đặt công suất sạc. Công suất sạc này thì các bác sẽ cài đặt với những cái hệ lưu trữ. Ví dụ như 100A thì các bác có thể để cho em sạc tiêu chuẩn là 10A. Các bác để tối đa thì khoảng độ 30A nhé. Còn không thì trung bình thì các bác để là 20A. Còn không thì các bác sẽ để tiêu chuẩn là 10A. Đấy, chế độ 02 là chế độ sạc năng lượng mặt trời. Đấy, các bác cái này có thể điều chỉnh. Các bác có thể điều chỉnh nhé. Chế độ 02 này. Các bác muốn cài đặt, các bác bấm Enter. Đấy, các bác bấm nút lên xuống để cài đặt. Đấy, ví dụ em muốn cài đặt là 20A chẳng hạn. Đấy, các bác bấm Enter để lưu lại. Đấy, như vậy là nó đã lưu rồi. Thì sang chế độ 03 nhé. Xem chế độ 03 là chế độ cài đặt cái dải điện áp của điện lưới gia đình nhà các bác. Nếu như các bác mà dải điện lưới nhà các bác nó dao động từ 90V đến 280V thì các bác chọn cho em là APL. Đấy. Còn nếu như các bác mà dải điện áp nó ổn định từ 170 đến 280 VAC thì các bác chọn cho em là UPS nha các bác nhé. Đấy. Về về chế độ số 04. Chế độ số 04 này là chế độ tiết kiệm điện năng. Ở cái mục SDS này là chế độ mặc định. Đấy, để chế độ này là chế độ mặc định. Còn nếu như các bác mà chọn cái chế độ SN này. Đấy, thì ví dụ như là các bác mà để cái công suất đầu ra, công suất tải đấy, nó thấp thì nó sẽ không ra điện để cho anh em sử dụng đâu nhá. Chính vì vậy mà anh em sẽ để cho em cái chế độ là SDS.
Đấy, lưu ý giúp cho em cái vấn đề này. Các bác chọn SDS nhé. Đấy. Sang chế độ 05 là chế độ chọn loại bình ắc quy. Nếu như các bác có bình ắc quy nước hoặc là bình khô hoặc là bình viễn thông thì các bác sẽ chọn cho em là cái chế độ là AGM. Còn nếu các bác mà cài sử dụng cho cái lithium thì các bác sẽ chọn cho em là USE. Thì khi các bác chọn USE thì các bác có thể cài đặt ở cái mục 26, 27 và 29. Tí nữa đến cái mục đó thì em sẽ nói để cho các bác biết luôn. Đấy, sang cái chế độ số 06 là cài đặt khởi động lại khi quá tải. Còn chế độ 07 là cài đặt lại khi quá nhiệt độ. Đấy. Thì các bác mặc định là tắt nhé. Mặc định đang là tắt. Các bác muốn bật lên các bác chọn là LFE. Đấy, chế độ 07 cũng cũng như vậy, các bác chọn cái chữ F ngược này. Đấy, F và E. Còn nếu các bác đang để chế độ D này là các bác tắt. Tiếp theo là sang chế độ số 08. Chế độ số 08 là cài đặt cái đầu ra sử dụng điện 220V hoặc 230 hoặc 240V. Đấy. Các bác để giải điện áp nào thì các bác sẽ chọn. Nhưng mà thường thì các bác sẽ để là 220V thì nó sẽ tiết kiệm cái điện năng nhà các bác. Cần mặc định của nó là 230V. Sang chế độ số 09 là chế độ cài đặt cái tần số đầu ra. Đấy, tần số đầu ra các bác để nguyên, mặc định của nhà sản xuất là 50 Hz. Tiếp theo là sang chế độ 11. Chế độ 11 này là chế độ cài đặt cái công suất sạc của điện lưới nhé. Đấy, công suất sạc điện lưới thì anh em để thấp nhất. Nếu như anh em mà muốn sạc thì để thấp nhất. Đấy, thấp nhất của nó là có 2A nhé. Tiếp theo là sang chế độ số 12. Ở cái chế độ số 12 này là cài đặt cái điện áp quay trở lại sử dụng điện lưới. Đấy, cài đặt cái điện áp quay trở lại sử dụng điện lưới. Đấy, ví dụ như là đây là những cái thông số mà nhà sản xuất người ta đưa ra để cho anh em tham khảo. Đấy, để đưa ra để cho anh em tham khảo. Thì ở đây các bác có thể thấy này, họ để hướng dẫn cho anh em những cái thông số, đây là mẫu để cho anh em có thể cài đặt theo. Đấy, ví dụ các bác đang sử dụng cắt bình, để bình là 44 nhé. Đấy, thì các bác có thể cài cho cái chế độ này là lên 45 chênh 1V. Đấy, đấy là ví dụ như vậy. Tiếp theo là sang chương trình chế độ số 13. Chương trình số 13 là cài đặt cái điện áp quay trở lại bình ắc quy. Đấy, đây cũng là những cái mẫu mà nhà sản xuất người ta đưa lên để cho anh em tham khảo. Đấy, đưa ra để cho anh em tham khảo. Thì cái này là cài đặt điện áp quay trở lại bình ắc quy. Thì em ví dụ như là các bác mà đang sử dụng cài điện lưới. Đấy, đang sử dụng đến điện lưới nhé. Mà các bác muốn quay trở lại bình ắc quy, em ví dụ các bác cài đặt là 54V này chẳng hạn. Đấy, cái đây này, 54V này là cài đặt của nhà mặc định nhé. Nếu các bác để mặc định thì các bác để cho em là 54V. Đấy, thì nó sẽ quay trở lại sử dụng bình ắc quy. Còn nếu mà chưa đến 54V thì nó sẽ không sử dụng bình ắc quy. Đấy. Các bác nhớ giúp như vậy. Tiếp theo là sang chế độ số 16. Chế độ số 16 này là cài đặt cái ưu tiên cái pin mặt trời sạc hay là điện lưới sạc. Đấy. Thì ở cái chế độ là CO CSO này thì nó chỉ sạc điện lưới khi không có năng lượng mặt trời. Đấy, nếu các bác chọn cái chế độ này nhé. Chế độ là CSO.
Còn cái chế độ là SNU này là cả năng lượng mặt trời và cả điện lưới cùng sạc một lúc. Đấy, còn sang cái chế độ OSO là chỉ sử dụng sạc năng lượng mặt trời. Đấy, chỉ sử dụng sạc năng lượng mặt trời. Anh em có thể nếu như là anh em mà không hay bị thường thì điện mặt trời lúc nào nó cũng sẵn rồi. Anh em có thể chọn cái chế độ này, CSO này. Đấy, CSO. Nhưng mà vào buổi tối thì nó lại sẽ sử dụng đến cái điện lưới, sạc điện lưới. Nhưng mà nếu các bác để có 2A thì nó vào cũng rất là thấp. Đấy, để sạc điện lưới có 2A thì vào rất là thấp. Còn không, các bác chọn cho em là chế độ là OSO này, là chỉ sạc năng lượng mặt trời. Sang chế độ số 18, nó không có chế độ 17 thì bỏ qua nhé. Chế độ 18 này là cái chế độ là báo cái đèn, báo cái tiếng bíp, báo cái tiếng, tiếng 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 cảnh báo. Đấy. Sang chế độ số 19 này là cái chế độ là quay trở lại màn hình chính. Đấy, có nghĩa là ví dụ như là các bác chọn ở cái chế độ đầu này. Đấy. Nếu như các bác mà chọn ESP chẳng hạn thì cứ khoảng 1 phút sau mà anh em không sử dụng, không cài đặt gì thì nó sẽ tự động quay trở lại cái màn hình chính. Đấy, như vừa nãy em cài đặt cho các bác này. Đấy, lâu không dùng đến là nó sẽ quay trở lại màn hình chính. Còn nếu như các bác chọn cái chế độ là FEP thì các bác cài đến đâu là nó sẽ đứng nguyên cái màn hình, các chương trình đứng nguyên như vậy. Đấy. Tiếp theo là sang chương trình số 20. Chương trình số 20 là chương trình là cài đặt cái đèn nền. Các bác có thể bật suốt hoặc có thể tắt đèn nền của cái màn hình này. Đấy. Tiếp theo sang chế độ số 22 là cài đặt tiếng bíp cảnh báo khi sự cố của điện lưới. Đấy, ví dụ như mất lưới chẳng hạn là nó sẽ báo tiếng bíp. Đấy, đấy là chế độ 22. Còn sang chế độ 23 là chế độ sử dụng khi các bác quá tải. Đấy, thì với cái nhà sản xuất người ta sẽ để mặc định là tắt. Còn các bác có thể mở lên cho em nhá. Các bác mở lên, các bác để chế độ là BIE hay còn gọi là chế độ bypass đấy. Tiếp theo là sang chế độ số 25. Chế độ số 25 này là cái chế độ ghi lại các mã lỗi. Đấy, ghi lại các mã lỗi mà trước bên tần này nó đã bị lỗi. Đấy. Nó đã bị lỗi có nghĩa là gì? Ví dụ như bình nó báo bình yếu chẳng hạn. Đấy, là nó cũng báo một cái đèn đỏ ở trên này. Đấy, như vậy là nó đã báo lỗi và nó ghi vào trong cái chương trình này. Các bác muốn xem nó đã từng xảy ra những lỗi gì là các bác bấm vào cái chương trình số 25 này để xem. Đấy. Tiếp theo là sang chế độ số 26. Chế độ số 26 này là cài đặt cái dòng sạc. Cái này cài đặt cái điện áp sạc với cái hệ bình ắc quy lớn. Đấy. Ví dụ như là các bác đang sử dụng lithium chẳng hạn. Đấy, thì cái điện áp nó sẽ cao đúng không? Đấy, các bác có thể chọn chế độ các bác có thể cài chế điện áp là 56,4. Đây là cái mẫu của nhà sản xuất người ta đưa ra nhé. Đấy. Bác nào muốn sạc căng thì các bác có thể để 57. Đấy. Đấy là sạc cho lithium. Còn đây là dòng trên này là nó đưa mẫu là sạc đối với hệ 24 nhé. Ở mục số 27 là cài đặt là điện áp nổi của hệ lưu trữ. Đấy. Ví dụ như ở trên các bác mà để 50 lithium ấy, mà các bác mà để 56,5 chẳng hạn thì cái điện áp nổi này các bác để cho em 55.
Còn ắc quy của bác để cho 54 nhé. Sang mục số 29 là cài đặt điện áp mà cắt khi không có điện lưới. Có nghĩa là các bác chỉ sử dụng năng lượng mặt trời với cả bình ắc quy. Đấy, thì các bác sẽ sử dụng cái mục là 29 này. Có nghĩa là các bác không có điện lưới. Các bác muốn bình ắc quy của mình bao nhiêu vôn là cắt thì các bác sẽ chọn ở trên này. Đấy. Ví dụ như là bình ắc quy để ở trên này nó ghi là 42. Đấy, hoặc là lithium các bác cũng để thế. Hoặc là lithium các bác có thể cài cao hơn. Nhưng mà khuyên dùng anh em là cái điện áp cắt này. Điện áp để càng cao thì hệ lưu trữ của các bác càng tốt nhé. Từ chương trình số 31 trở đi thì các bác cũng không cần quan tâm nhiều. Các bác cứ để nguyên nhà mặc định. Đấy. Các bác để nguyên nhà mặc định. Thế là ok rồi. Thì trong video này thì em cũng đã hướng dẫn cho anh em xong cách cài đặt ở trên chiếc biên tần Sumri mẫu mới rất đẹp, các bác nhìn. Mẫu mới rất đẹp. Đấy, công suất 5,5 kg. Đẹp. Phải nói nó thiết kế là đẹp đấy. Đấy, biên tần này thì có chức năng chạy bù lưới hoặc là các bác chạy lưu trữ độc lập đấy, đều được. Giá của nó cũng rất tốt. Giá hiện nay cũng rất tốt. Giá là 7 triệu 2 bao phí vận chuyển toàn quốc nhé. Các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo cho em đã để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.